Hello, xin chào Trung. Hello, em chào anh Thơ Quang, chào cô chú anh chị đang theo dõi cái buổi live tối ngày hôm nay. Và thông qua cái chia sẻ của ông Thành Mỹ này, em thấy một cái rất là thực tế. Ông nói một câu em để ý thấy rất là thực tế. Trước đây có những thành phần nó đặt ra cái câu hỏi là tại sao Việt Nam chúng ta phát triển nền kinh tế thị trường nhưng phải định hướng xã hội chủ nghĩa, đúng không ạ? Thì đã có rất nhiều bài viết, có rất nhiều những người mà có kiến thức về tổng hợp về liên quan cả kinh tế cả chính trị, người ta đã đưa ra các bài phản biện rồi. Đấy, thế thì em cũng chỉ là gọi là hiểu sơ sơ thôi. Thì em khẳng định là cái định hướng kinh tế xã hội chủ nghĩa mục đích là gì? Mục đích là một là giữ được cho cái môi trường kinh tế nó vừa phát triển ổn định, thế nhưng nó phải đảm bảo cái tối đa cái quyền lợi của người tiêu dùng. Đó là anh không thể theo cái kiểu là anh phát triển nền kinh tế tư nhân, đó là anh muốn bán bao nhiêu thì anh bán. Ví dụ giá xăng cụ thể như đợt vừa rồi chúng ta thấy đúng không ạ, nếu như không có định hướng thì chắc chắn là những anh bán xăng ấy, bán dầu ấy, thì phải có lời cạnh với bạn. Ai cũng thế thôi, ai nào kinh doanh ấy, người ta làm phải có lời. Người ta bỏ công bỏ sức Rồi. bỏ trí tuệ ra người ta làm, không có lời ai người ta làm, đúng không? Thế nhưng mà ở đây ấy, là có sự định hướng, đó là gì? Có sự điều chỉnh về giá. Đấy, có sự điều phối của nhà nước về, thứ nhất là về nguồn cung để nó đáp ứng nhu cầu, thứ hai là về giá cả để làm sao người dân chúng ta không bị quá quá là thiệt thòi, có nghĩa là quyền lợi chúng ta bị động chạm mà nó không phù hợp với tình hình thực tiễn, đặc biệt là với giá lương, cái lương của người Việt Nam tại hiện nay, thì nó phải có sự vai trò, nó phải có vai trò điều phối định hướng của nhà nước, đặc biệt là các bộ có liên quan, để người ta giữ được cái ổn định của thị trường, nhưng mà cũng phải là gì ạ, phải đảm bảo tối đa quyền lợi của người dân. Đấy, chúng ta thấy rất rõ như ở Mỹ, đúng không ạ, quốc gia giàu có như thế mà trong khi đó là ít bị ảnh hưởng nhé, ít bị ảnh hưởng nhất trong các quốc gia về vấn đề xăng dầu do với cái cuộc xung đột giữa Nga Ukraine. Thì chúng ta thấy có một ông người là cao to đẹp trai đấy, mồm toàn lông trắng bóc, chỉ vào cái bảng xăng dầu chửi chửi ở Mỹ đấy, bởi vì giá xăng là hơn 7 đô, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy đó, có nghĩa là, và chúng ta đã từng trao đổi, em nhớ em có trao đổi với anh Lâm Văn Hà, anh cũng nói ngay trong một thành phố thôi thì cây xăng này nó bán giá khác, cây xăng kia nó bán giá khác, thì cái đó nó ảnh hưởng trực tiếp đến ai? Đó là người dân thôi, đúng không ạ? Thế thì cái quan trọng là như thế. Thế thì thông qua cái việc này đó, là ông Thành Mỹ ông có nói mà em để ý là gì, đó là vì cái sự tư lợi cá nhân, chúng ta cứ nói đây là tư lợi cá nhân, thì một số những cái người thương lái người ta áp đặt một số cái chỉ tiêu nó vô lý chẳng hạn, cái tiêu chí nó vô lý chẳng hạn, hoặc là gì, Đúng người ta đó. ép giá Đúng. thì Dư nợ kháng sinh đấy toàn là tự cái đặt ra không, nhà thì đó đó ông Nguyễn Thanh Mỹ nó là thực chất của cái bọn đế quốc thực dân chứ là đúng gì. rồi, đúng, chính xác, em để ý cái câu nói đó, chính xác là câu nói đó. Mà chúng ta thấy được đó là gì, nếu mà chúng ta không có định hướng thì người dân còn thiệt thòi đến mức nào, ngay kể cả con tôm của chúng ta. Dĩ nhiên đấy, chúng ta phải thừa nhận là cái gì nó sai là chúng ta phải thừa nhận, đó là gì, một số thương lái người ta lợi dụng là gì, ông có nói là cái chất lượng tôm của chúng ta rất là tuyệt vời, thế nhưng mà người ta lợi dụng là người ta mua về, xong người ta mua cả các loại tôm các quốc gia khác như Venezuela hay cái gì đấy, Ấn Độ gì đấy, nó kém chất lượng, xong nó trộn vào, đúng không, nó trộn vào nó xuất khẩu để mục đích là gì, tăng lợi nhuận. Thì nó dẫn đến là gì, ảnh hưởng đến cả một cái khâu xuất khẩu hay là một cái quy trình xuất khẩu của một cái mặt hàng, đó là tôm ví dụ như vậy, thì nó ảnh hưởng đến cả một cái lĩnh vực xuất khẩu tôm, thì nó ảnh hưởng rất là nhiều chứ, mà ảnh hưởng cái cốt lõi mà chính vẫn là cái quyền lợi của những người dân nuôi tôm này, là người ta bị thiệt Đúng rồi. thòi. Đó là chưa kể là gì, chưa kể là ví dụ chúng ta vui thì chả sao, đúng không ạ, nó vui chả sao, nhưng mà nó bạn ấy Việt Nam chúng ta mà cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, thì ngày mai nó bảo là Việt Nam chúng ta là dư cái trữ lượng này, ngày mai nó bảo tôm chúng ta dư trữ lượng kia. Đấy là chưa kể một số cái thành phần ruột thừa ở Mỹ, cái con tôm của người dân người Việt Nam chúng ta nuôi bao nhiêu ngày tháng năm, bắt đầu người ta phải làm, người ta kiểm định chất lượng, người ta mới xuất được sang bên Mỹ.
vào trong siêu thị của Mỹ thì nó lại còn vác cả cái hộp tôm ra, nó bảo là cái này là của cộng sản này, đồ đần này, nó đòi tẩy chay cả tôm của Việt Nam ra. Đấy, đấy là cái biểu hiện của cái đấy, là những thành phần mà chúng ta hay đưa vào, nó gọi là ruột thừa. Ruột thừa lúc nào nó cũng lên mạng, nó kêu gọi nó đấu tranh cho người dân Việt Nam. Bây giờ đấu tranh bằng cách gì? Bây giờ anh phải đấu tranh làm sao để cho người dân Việt Nam chúng ta này, đúng không ạ? Hay là đặc biệt là đấu tranh cho ngay chính người Việt các anh ở Mỹ đấy, là phải ngang hàng với người Mỹ, đúng không ạ? Nó phải có tiếng nói, tiếng nói nó phải có trọng lượng, chứ đừng để nó gọi mình là ký sinh trùng. Đó nó gọi là đấu tranh. Đấu tranh để làm sao người dân trong nước phát triển được kinh tế, đúng không ạ? Đấu tranh làm sao để cho lãnh đạo đảng nhà nước chúng ta đi ra nước ngoài, nó phải giữ một cái vị thế như thời gian gần đây chúng ta đang có này. Đó, cái nỗ lực đó, cái đó nó mới gọi là đấu tranh. Đấu tranh là đấu tranh để cho sự phát triển, chứ không phải là đấu tranh để gì ạ? Để đạp đi, đổ đi những cái gì mình đang có để trở về thời kỳ cổ xưa, đúng không ạ? Nếu mà đấu tranh theo kiểu mà đập phá, đốt hết, giết hết các thứ đấy, cướp hết, hiếp hết chẳng hạn đấy, thì sang Ukraine ở, các anh sang nó, các anh đấu tranh rất phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Đó là cái mà chúng ta thấy rất là buồn cười, rất là kỳ lạ đối với một vài cái thành phần. Nó không nhiều đấy, nó không nhiều, nhưng mà ngược lại nó ảnh hưởng gì? Đầu tiên nó ảnh hưởng bởi vì nó, chúng ta phải xác định đó là những thành phần nói tiếng Việt, thì nó ảnh hưởng đầu tiên là cộng đồng người Việt chúng ta ở các quốc gia sở tại đó. Thì người dân ở các nước đó, người ta nhìn vào với ánh mắt nó rất là coi thường. Thế nên nó mới gọi là ký sinh trùng, nó là như vậy. Thế nên ở đây nếu đầu tiên các anh đấu tranh thì trước hết anh hãy đấu tranh cho cộng đồng của các anh ở các cái quốc gia đó, để làm sao cái tiếng nói, đúng không ạ? Cái tiếng nói của người Việt ở các quốc gia đó nó phải có trọng lượng. Cái vị thế của người Việt các quốc gia đó nó phải ngang hàng, nó phải ngang hàng với người dân sở tại. Thì cái điều đó các anh làm đầu tiên này. Thứ hai anh đấu tranh là gì? Ví dụ như là hôm nay người Mỹ người ta không ưng, người ta áp giá cho chúng ta về giá tôm chẳng hạn, hay là giá hải sản chẳng hạn, hoặc là hạn chế một số mặt hàng xuất khẩu vì lý do này, lý do kia một cách vô lý chẳng hạn, đúng không ạ? Thì các anh đi đến các cái cơ quan quản lý đó, cái cơ quan kiểm định chất lượng đó, các anh phải yêu cầu là người ta là tại sao ngày hôm qua mày yêu cầu tao là 3 mà hôm nay mày lại là 4. Đó nó gọi là đấu tranh để bảo vệ quyền lợi cho cái người dân Việt Nam mình. Đấy. Rồi là đấu tranh bằng cách gì? Đấu tranh bằng cách là các anh học hỏi, các anh không cần về, các anh về cũng được mà không về cũng được. Nhưng các anh không về thì các anh gửi bằng gì? Bằng các bức email hay là thư, đúng không ạ? Hoặc là thông qua đại sứ quán, các anh học hỏi được những vấn đề này nó phù hợp với người Việt Nam, phù hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam để cho Việt Nam phát triển. Đó, thì đó nó mới gọi là đấu tranh để phát triển, chứ không phải là đấu tranh theo kiểu đập phá, đúng không ạ? Theo kiểu là đốt, đập, phá công xưởng, nhà máy, đó không phải đấu tranh. Hoặc là gì? Hoặc là các anh đấu tranh bằng hình thức gì? Đó là gì? Có thể về các anh đầu tư, hoặc các anh ủy quyền cho người nhà anh đầu tư, hoặc là các anh có thể tạo công ăn việc làm như giống như ông Nguyễn Thành Nghị đấy. Đây nó cũng là một hình thức đấu tranh đấy. Đấu tranh để phát triển đấy, đúng không ạ? Chính xác. Đó, chứ không phải là các anh lên trên mạng xong rồi các anh vỗ ngược, các anh bảo tao này, tao là khúc ruột ngàn rặng này, đúng không? Thế tao nói, bây giờ tao nói cái vấn đề này, không phải. Các anh lại nghĩ sai lầm về cái vị trí của mình, cái vị thế của mình nó không đúng. Anh có ý kiến mà nó phù hợp, nó phù hợp thì người ta còn lắng nghe, còn tiếp thu. Chứ còn các anh mà nói nó theo kiểu là lên là muốn thể hiện mình là người Việt, cái gì người Việt quốc gia, tinh hoa văn hóa hải ngoại vân vân, cả không ai ta nghe cả. Đến là một người dân bình thường như em đây, em chả muốn nghe những thành phần đấy nó nói, nó huống chi là các cơ quan chức năng người ta có chuyên môn, đúng không ạ? Người ta được đào tạo bài bản, người ta cũng học hỏi kinh nghiệm ở nhiều nước, đúng không ạ? Thì nó thế, chứ không phải là bây giờ các anh sang ở bên các quốc gia đó, các anh ở đã lành rồi. Một số thành phần cơ hội ở trong nước thì cũng vậy thôi. Lâu lâu mới được đi du lịch cao Singapore, Thái Lan, hay đi xa hơn là sang Mỹ, Bỉ, Canada chẳng hạn. Thì các anh đi du lịch thì nó đưa các anh đến các cái nơi gì? Văn minh, tiến bộ, là những trung tâm của các cái thành phố, là những khu du lịch đón khách. Thì nó phải đẹp, nó phải sang là đúng rồi, thì người ta mới thu hút được khách, người ta mới, nó mới có cái nguồn thu, đúng không ạ? Chứ các anh có đi đến gầm cầu không? Các anh sang Bỉ, các anh đi gầm cầu xem mấy cái thằng bên Bỉ nó sống thế nào không? Các anh sang Mỹ, các anh có đi đến cái khu mà
mà Philadelphia đấy nó có kênh YouTube Philadelphia đấy, hàng ngày người ta đưa lên này, đúng không ạ? Lều lều mắc hai bên đường đấy, các anh có đi đến đó, các anh tham quan không, các anh du lịch không? Chưa gì một số đã đi về ông bắt đầu ôi trời ơi bên đó nó văn minh lắm, nó giàu có lắm. Cái đó nó chỉ cái bề bề nổi thôi, mà quốc gia nào nó cũng có. Chứ bây giờ các anh ở Việt Nam các anh đi du lịch, ví dụ như là các anh nghe thấy bảo Vũng Tàu đẹp lắm, thì các anh đến Vũng Tàu, mà đến Vũng Tàu các anh phải đến bãi giữa rồi bãi trước bãi sau gì đấy, đúng không ạ? Hoặc là các anh nghe là biển Nha Trang đẹp lắm, thì các anh phải đến thành phố Nha Trang và ra bờ biển Trần Phú chẳng hạn, hay là ra Đà Nẵng cũng thế thôi, các anh đi điểm du lịch. Chứ các anh có bao giờ các anh chui vào hang cùng ngõ hẻm các anh đi du lịch không, đúng không ạ? Chơi vào chui vào những cái khu mà giống như kiểu kênh Du Lộc ngày xưa các anh du lịch không, hay là mới đây nhất là cái kênh YouTube mà cái gì mà lại ngứa chân hay cái gì đấy mà người ta quay cái khu mà người dân Philippines á sống ở cái khu nghĩa địa đó, các anh có chui vào đó các anh du lịch không? Thì các anh không bao giờ đi những nơi đó thì các anh không đánh giá hết được. Thế nên là đánh giá cái gì nó cũng cần phải toàn diện, nó phải khách quan một tí. Đành rằng Việt Nam chúng ta là nghèo là đúng rồi, nghèo hơn các nước đấy là đúng rồi, bởi vì chúng ta trải qua một cuộc chiến nó quá lâu dài, đúng không? Chúng ta đứng lên từ hoang tàn đổ nát, từ cấm vận mà có ngày hôm nay, chứ không phải như các quốc gia đó người ta sẵn có, người ta mang quân sang người ta cướp. Đầu tiên ở đây Việt Nam mình là một ví dụ điển hình, bao nhiêu tài nguyên các thứ người ta cướp, người ta mang về, người ta xây dựng đất nước người ta thì nó phải giàu có hơn mình. Cái đó chúng ta phải nhìn nó phải thấy đáng là cái đó là các anh có sang các quốc gia đó thì các anh cũng phải khẳng định một điều đó là gì, đó là có một phần xương máu của người dân Việt Nam đóng góp, đúng không ạ? Tài nguyên thiên nhiên, xương máu người Việt Nam là cu ly, đúng không ạ? Là sen, gọi là con sen, gọi là nô lệ để mà góp phần xây dựng cho cái đất nước Mỹ ngày hôm nay. Và các anh xác định một điều như vậy, con Việt Nam chúng ta đã đi cướp của ai về mà xây được đâu? Chúng ta chưa đi cướp của thiên hạ như các nước ấy được. Thế nên các anh có đòi hỏi thì nó phải từ từ, nó phải đáp ứng với điều kiện thực tế, nó phát triển nhanh quá nó không tốt. Các chuyên gia kinh tế người ta có nói rồi mà, người ta phân tích, người ta dự đoán rất là nhiều. Phát triển nhanh quá nó không tốt, đúng không ạ? Nó cơ sở hạ tầng nó không thể đáp ứng được chẳng hạn, nó không tốt, nó mang lại hệ quả cho người dân. Mà phát triển chậm quá thì cũng không được. Thế thì cái sự điều phối, đúng không ạ? Cái sự mà điều chỉnh của nhà nước trong vấn đề phát triển kinh tế thì nó phải phù hợp. Nó còn tránh lạm phát, nó tránh nhiều thứ khác, đúng không ạ? Ví dụ như là nguồn cung mà cao hơn cầu chẳng hạn thì tự dưng là các anh sẽ bị giá nó rớt thôi, giá nó rớt thì nó dẫn đến suy thoái kinh tế chẳng hạn, ví dụ thế thì người dân chúng ta khủng hoảng thừa, đó là gọi là khủng hoảng thừa, khủng hoảng thừa, đúng không? Mà trước đây ở khu vực châu Âu người ta diễn ra rồi đấy, đúng không ạ? Thì cả nó Mỹ dẫn đến là cái Mỹ cũng bị khủng hoảng thừa đó, sản phẩm sản xuất ra thì không ai tiêu thụ cả. Thế thì cuối cùng là đó cũng là một cái mà chúng ta thấy được. Thế thì ngày hôm nay em chia sẻ nó có mấy cái nội dung như vậy, đặc biệt em chú ý đến cái câu nói của ông Nguyễn Thành Mỹ. Ông nói về cái góc độ mà một số thương lái vì lợi ích cá nhân ấy, người ta dở cái thói mà giống như kiểu thực dân Pháp ở Đế quốc Mỹ. Đấy là một người đã sinh sống ở Mỹ, Canada các thứ rất là lâu rồi nhé, là người ta phát biểu như vậy, và người ta là tiến sĩ có bằng sáng chế hẳn hoi, chứ không phải là mấy cái thành phần mà lên YouTube ở bên Mỹ mà là kiếm cơm bằng tiếng Việt đâu nhé. Đây là báo cáo này, anh Thơ Quang cũng như là cô chú anh chị theo dõi buổi cầu truyền hình là như vậy, thì cũng cảm ơn anh Thơ Quang và cô chú anh chị đã quan tâm lắng nghe. Rồi có ngồi lại không hay là tuột dây? Dạ ngồi đâu, vẫn theo dõi ngồi, ngồi cùng ngồi đó là theo dõi chứ tuột dây ra sao được, tuột dây xuống không được rồi. Ok, xin mời thị nhất. Trời ơi, mấy ngày nay tôi tức chưa lắm rồi, có lẽ là giờ nói chuyện cà lâm tức chưa lắm, mà bữa nay nghe cái này cái bắt đầu là so sánh. Cái là mình so sánh thôi. Mà thôi, trước khi mà nói chuyện thì chào tôi phóng viên thường xuyên nhất, xin chào phóng viên Thơ Quang quê lụa, và chào bà con theo dõi cầu truyền hình của thành phố Hồ Chí Minh nha. Dạ. Yeah. Trở lại vấn đề mà tôi muốn nói thì hôm nay tôi cũng tức lắm. Vì nó cũng liên quan tới
cái việc mà hận thù rồi liên quan tới cái đó, như nãy giờ chúng Trung với Thư An cũng có đề cập là ở bển người ta xỉa sói về bên này, thì mà bên này thì cũng xỉa sói ở đây đó, mà tôi đang bị tức cái vụ mà xỉa sói ở đây mà chửi ngay mặt tôi nó mới ghê chứ. Thế mà tôi không biết phải làm sao, không lẽ mà tôi thượng cẳng chân hạ cẳng tay thì lúc đó là còn gì nữa là không đáng mặt anh hùng. Mà tôi thì cũng không phải là một thằng anh hùng đâu, tôi cũng nhiều khi tôi cũng chịu tiểu nhân lắm, nhưng mà không làm được. Mà cái này Thư Quang có biết, tôi có nói với Thư Quang nha. Còn cái chuyện thứ hai là tôi cũng lên status tôi nói là có một cái thằng nhỏ thôi, chắc cũng khoảng trên 30 tuổi, thì nó lại nói nó làm như nó là thánh nha, nó là một vị tướng được học đào tạo qua các trường lớp của trường võ, hồi xưa gọi là võ bị Đà Lạt, bây giờ gọi là học viện quân sự Đà Lạt, là nó là một vị tướng, nó bình phẩm, nó chê bai, rồi nó lên cái quán xét hả, nó lên phưa chê bai phán không, nó không chê bai, nó chê bai phán xét không đó rồi, nhưng mà nếu là nó thì nó sẽ là có một cái áp dụng các chiến thuật rồi chiến lược để cho Ukraine đánh thắng quân Nga, là Nga phải làm cho cái này. Đó giống như cái trường hợp nãy Trung nói là bên bển đó, là dạy bảo chính phủ Việt Nam là phải làm kinh tế vĩ mô, mà nó biết gì thế nào là kinh tế vĩ mô đâu, vĩ là lớn mà, vĩ mô là lớn nó, thì nó lại là đứng ở góc độ là một cái trận hỏi ra, thì tôi cũng hỏi chứ trước mày có đi bộ đội không, cháu có đi bộ đội không, nó dạy con học qua khóa huấn luyện cái gì mà tốt nghiệp cái lớp mà quân sự học đường đâu của sinh viên đó. Ôi trời ơi trời, trời mày giỏi dữ vậy trời, mày giỏi hơn tao, tao được đào tạo trinh sát 8 tháng trời, tao được đào tạo nghiệp vụ trinh sát 8 tháng trời, rồi được huấn luyện quân trường, rồi ra rồi đi tập quấn này kia nọ, nhưng mà tao cỡ tao và tao đánh giặc Trần Hai Di Chí mà tao chỉ lên quyền đại đội trưởng rồi cái thôi tao về luôn, tao bị thương tao mất sức cho sốt rét, mất sức chiến đấu tao chuyển ngành luôn, mất sức chiến đấu, mất sức khỏe mà tao 60 mấy%, hơn 61% rồi tao về luôn, tao chuyển ngành về đây luôn. Còn mày mới có tốt nghiệp mà cái lớp quân sự địa phương, quân sự học đường mà mày đã đưa ra cái chiến lược như vậy là tao nói mày giỏi hơn tao nữa chứ chưa nói với người khác nữa. Đó, thiên tài á, gọi thiên tài đúng không, thiên tài quân sự gọi đó là thiên tài quân sự luôn đúng không. Ừ, đó thì trở lại đi cái trường hợp của cái ông Mỹ nè, tôi thấy một cái điều là tôi bình thường thì tôi nói thật, trước đây tôi cũng nói với các bạn, thường hay nói với các bạn, khi mà tôi chưa hiểu gì về là những người, nói chung là bà con Việt kiều của mình ở nước ngoài là như thế nào đó, thì tôi cũng có cái nhìn thiếu thiện cảm về họ. Nhưng mà từ khi mà tôi tìm hiểu được, tôi đã hiểu được về họ rồi, ngoài những cái đám mà cái búi trĩ ngàn dặm á, chứ không phải là ruột thừa ruột non gì đó, tôi gọi là búi trĩ ngàn dặm đó, thì nó lòi ra ngoài, mà nó lòi ra tuốt từ bên Mỹ qua châu Âu, qua bên châu Úc, qua đi các nước ở châu Phi, châu Á gì đó, là tôi gọi là búi trĩ đúng nghĩa nha. Chứ tôi không có nói là bà con mình là đi vì cái điều kiện hoàn cảnh làm ăn hay là gì đó, là nói chung có một cái lý do chính đáng. Thì trước đây là tôi, nói chung là tôi gom cái là tôi nghe nói đi Việt kiều tôi ghét lắm, tôi nói thật, tôi không có thiện cảm. Mà thậm chí là em vợ tôi nè, tôi cũng không ưa nữa. Nó về tới nhà tôi là tôi lẳng lẳng rồi. Nó về nó ghé thăm tôi mà tôi lẳng lẳng rồi đó. Đừng nói chi là cháu của tôi kêu bằng bác đó. Rồi cháu mà con của cháu nội của bà chị ruột tôi đó, nó đang ở bên Úc mà nó về đó, là nó không dám ghé nhà tôi luôn. Nói thật tôi không ưa. Tại vì cái cách đối xử của mỗi người mà tôi không thích. Chứ tôi không quay là tôi qua đuổi có lắm nha. Nó cứ nghĩ rằng nó ở nước ngoài để về đó, nó cần nghinh cái mặt đó. Tôi còn trẻ chắc tôi giọng vô mặt nó rồi đó. Nó cần nghinh cái mặt của mình, nó gọi mình đàn ông nó mà nói chuyện mình cần nghinh, tưởng đâu qua bển nó làm gì dữ lắm, bà mẹ nó qua bển nó đi dạo ủi. Nóng không?
đi 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 học đó nha, đi qua bển học đại học đàng hoàng á, nhưng mà cuối cùng rồi học không nổi bỏ học đi giặt ủi đó. Thì để tôi nói là về gia đình tôi, tôi nói về bản thân tôi là tôi hồi xưa tôi nhìn với tôi nhìn Việt Kiều là có một cái nhìn đó gì đó là nó xét nét, nó thiếu thiện cảm. Nhưng sau sau gần đây, đặc biệt là từ hồi mà tôi biết được những anh em tôi, như tôi có một người bạn đi bộ đội chung, rồi bây giờ đang sống ở bang Xô Trà, đó là cũng thường hay liên lạc với nhau, nói chuyện với nhau, cũng kể hết về cái tâm tư, cái tình cảm của cái người dân, cái người Việt Nam xa xứ sống ở đất khách quê người. Họ nhớ nhớ quê hương da diết lắm. Nó chật chẳng qua là gì, tại vì giờ có đứa con mà con qua đứa đi qua Mỹ rồi, mà mình già nữa thì đi rước qua bển, thì bây giờ đi theo nó thôi. Nó chứ thật ra cũng đâu cũng muốn đi. Thì điều này để mà để nói với các bạn, nói với mọi người thấy thấy rằng không phải tôi, bây giờ tôi khẳng định lại, không phải ai đi xa quê bỏ xứ sở đi là mất cội, mất nguồn, mất gốc. Nói như trường hợp của anh Mỹ này, đi 20 năm trời, hơn 20 năm trời, quay trở về đây. Cái cách này, cái học quay trở về đây mà làm bài ra, bài biển ra làm như thế, đó là một cái cách mà người ta giúp cho Việt Nam phát triển. Mà cũng là cái cách, theo tôi nha, là công dân Việt Nam quay trở về, đó là cũng còn nhớ tới cái ơn nghĩa của cái người dân Việt Nam đã sống lớn lên rồi mới đi nước ngoài. Thì khi mà sống và lớn lên thì cũng nhờ ơn của bao nhiêu người, thọ ơn của bao nhiêu người để mà sống lớn lên được. Người ta về đây, một là người ta giúp cho đất nước Việt Nam phát triển cái thứ ngành nghề, về các ngành nghề mà trong nuôi trồng thủy sản người ta phát triển. Cái thứ hai là đó cũng là một cách trả ơn thiết thực nhất, mặc dù tao không nói. Bởi tôi nói một cái điều, tôi nói một cái điều này nè, các bạn nhớ giùm tôi nè. Người Trung Quốc có một cái câu là thí ân bất cầu báo nha. Tao ban ơn tao không thèm, tao không cần nhớ, tao không cần người báo đáp, và tao cũng không cần nhớ nữa. Nhưng riêng đối với người Việt Nam, học theo người Trung Quốc, thi ân bất cầu báo. Nhưng người Việt Nam có thêm một cái điều này nữa nè, thọ ơn mạc khả dông, tức là tao thọ ơn mày tao không bao giờ tao quên, mặc dù tao không trả được, tao không có điều kiện tao trả được, nhưng tao không bao giờ tao quên ơn mày. Đó là bản chất của người Việt Nam, một cái bản chất hết sức là tốt đẹp. Vì vậy cho nên là không có thằng giặc nào mà vô đây mà quậy được hết trơn. Xin phép anh thông báo thể là chú thượng sĩ nhất, cô chú anh chị là em xuống hai trước xí xíu nhá. Ok Trung. Quang ơi, từ Quang mời một phóng viên khác lên đi, cái máy anh nó sắp hết pin rồi. Dạ ok anh. Rồi thông cảm nha. Chú thượng sĩ nhất nha. Không anh xuống anh mở cái máy kia lên anh cũng nghe nữa, cái máy kia thì nó muốn tắt nhà nào nó tắt à. Cái máy này thì nó sắp hết pin rồi, thông cảm nha. Rồi thôi chào bà con. Anh vẫn nghe. Anh vẫn nghe. Chào. Yeah, okay.